Linh Tâm ạ. Ồ, chú Linh Tâm đến kìa. Chú Linh Tâm đến. Thưa quý vị, Linh Tâm là tuyệt vời. Anh muốn chào chú Linh Tâm. Chào chú Linh Tâm. Cho mượn Milo. À, ông Linh Tâm đó là ông anh gọi là đại ca của Kim Tiểu Long, quá là tuyệt vời. Mọi ở nào cũng đến với Kim Tiểu Long. Cho nên ngày hôm nay em lấy vía của anh để em đi được triệu nguyên, anh cho em một ngày đi kiếm. Anh thì cũng nói xong nhưng mà anh hỏi là anh tới rồi. Thì dù có thứ gì thì anh mới tới anh. Mẹ anh lực không? Được, anh cũng đứng lắm. Xin lỗi đó lý hồi khi sự kiện tập đại như vậy đó. Để tập mặc áo với. Để chặt chém với Kim Tiểu Long nhưng mà nóng quá chịu không nổi. Còn con thông cảm dù chúc em ra mắt MV này thiệt là thành công. Và chắc chắn một điều thành công là chắc chắn. Bởi vì đã lùi quá không? Dạ xin cảm ơn nghệ sĩ Tinh Tâm rất nhiều đã dành thời gian đến chương trình hôm nay. Không phải khác nhưng mà vẫn bình thường. Cho nó miếng đời canh ly hôn đi cho anh Tâm anh cầm cho tôi đây nè. Cái chữ này tao kỵ. chia sẻ em đi ly hôn, chia sẻ đi đó. Nếu mà anh kỵ thôi để em cầm cái này cho để nó hợp hơn đúng không? Lê Duy. Rồi, anh dễ thương của em. Đây, mời ca sĩ lên đi. Hello, chú Linh Tâm. Hello, chú. Chào chú. Đây là chú Linh Tâm nghe quý cô chú anh chị, à, người em của nghệ sĩ ưu tú chú Linh. Rồi xin mời tài trợ chồng Hương Nguyễn ở Mỹ, quý vị thấy em đeo nha. Hôm nay em đeo quá trời luôn nè, quý vị thấy không? Quay phim hả? À chú ơi, chúc chú nhiều sức khỏe nha chú. Dạ. Quá trời luôn, nhiều nghệ sĩ quá trời luôn nè. Ok. Nguyên mấy đoàn là đồng hành đi Thái Lan với Campuchia không rồi á? À đúng rồi ha. Đọc diễn vô luôn đi cơ. Vô đây, trời ơi. Nào, giữ tiếng nào. Rồi, quý vị ơi, giữ tiếng nào đạo diễn có này nha. Bây giờ là chụp hình cái đi. Anh bây giờ mấy giờ hả? Rồi cho tôi nói về một chút xíu về em gái Trầm Hương Nguyễn. Trầm Hương Nguyễn với Long đó là hai anh em là ở Cali á, cho nên là có một cái tiệm Trầm Hương, cho nên là Long là vừa là khách hàng mà vừa cũng là mối luôn. Hầu như là quay phim hay bất cứ một cái gì là toàn là trên người của Long, từ nãy sắp tới là còn là đeo Trầm Hương không à. Cho nên là ai mà đi gần Long có mùi thơm giống như hàm hương vậy đó. Cho nên quý vị cũng đừng có thắc mắc nha. Thơm hay không là do Trầm Hương nè, rồi Trầm Hương phát biểu cho anh trả lời nha. Cảm ơn cả gia đình của Trầm Hương Nguyễn. Cảm ơn em gái đó, năm chị em gái luôn đúng không? Rồi bốn đứa là trời. Sẽ rặn thêm đứa Ngũ Long Công Chúa rồi. Rồi cảm ơn các em rất là nhiều. Hy vọng rằng bộ phim ca nhạc ra mắt ly hôn này nè, mình sẽ thành công hơn nữa. Để thành công hơn nữa để lần sau Long sẽ làm thực hiện tiếp tục. Như thực hiện tiếp tục thì không quên là sẽ có những nhà tài trợ giống như em gái cả gia đình Trầm Hương Nguyễn nha. Rồi. Bán bộ nhau nè,
Xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi và xin cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với nghệ sĩ ưu tú Trần Tuấn Anh. Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng tiến về sân khấu. Mấy anh em ca sĩ nghệ sĩ mình tiến lên đây mình chụp hình cho rồi nha. Bây giờ trên bản đồ của chúng ta thì chúng ta đang thấy ca sĩ Hà Dũng, nghệ sĩ Hoài Tấn Biên cùng với ca sĩ Trương Vinh Amada. Thưa quý vị, chúng ta cũng thấy là nam đế điện ảnh Hà Dũng cũng đã có mặt. Ly hôn của nghệ sĩ ưu tú Kim Vũ Long ha. Thì một lần nữa Diệu Minh cũng cắm nấu tiêu rồi. Và bên kia là chú Linh Tâm bên trong ha quý vị. Đây là chú Linh Tâm ha. Là chú Linh Tâm ngồi ở đó cũng về. Là rất vinh dự ha, nghệ sĩ Kim Tiểu Long mời chú đàn anh của mình, nghệ sĩ chú Linh Tâm.